top 5 thầy giáo có cống hiến lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. 1. Hồ Chí Minh sinh năm 1890, mất năm 1969. Hồ Chí Minh được cả thế giới biết đến với cương vị một vị lãnh tụ đáng kính của dân tộc Việt Nam. Bên cạnh đó, bác còn là một nhà thơ nổi tiếng, nhà giáo tâm huyết. Thầy giáo Nguyễn Tất Thành được học trò quý mến vì người luôn hết lòng với học sinh và có phong cách giáo dục nhẹ nhàng, ân cần mà thấm thía. Sau cách mạng tháng 8 thành công, trên cương vị chủ tịch nước với nhiều công việc còn bộn bề khi nước vừa độc lập, nhưng bác luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới sự nghiệp giáo dục. Người tâm niệm một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Bởi vậy ngay khi vừa độc lập, Hồ Chủ tịch đã kêu gọi toàn dân học chữ quốc ngữ, xóa mù chữ cho nhân dân. Trong cuộc đời làm chủ tịch, lúc nào bác cũng gửi gắm kỳ vọng vào các thế hệ thầy và trò, luôn tâm huyết và quan tâm tới sự nghiệp chồng người. Trong ngày khai giảng năm học đầu tiên, Hồ Chủ tịch đã viết thư gửi học sinh trên toàn quốc. Mong các em chuyên tâm học hành để giúp Việt Nam sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Từng câu từng chữ trong bức thư của người đã in sâu trong tâm trí nhiều lớp thế hệ học sinh, sinh viên. Định hướng con đường phát triển đất nước phải từ con đường giáo dục. Đối với Nguyễn Tất Thành, việc dạy học chỉ là tạm thời. Nhưng người vẫn đem hết lòng nhiệt tình truyền thụ cho học sinh lòng yêu nước và những suy nghĩ về vận mệnh của đất nước. Thầy giáo Nguyễn Tất Thành được học trò quý mến vì thầy thương yêu học sinh hết mực và thầy có cách giáo dục rất nhẹ nhàng mà thấm thía. Thầy luôn ân cần căn dặn, chữ là mắt, người không có chữ coi như bị mù vậy, không có chữ con người ta bé nhỏ trước tất cả mọi thứ dưới gầm trời này, và người không có chữ sẽ mãi mãi là vật bị sai khiến, vật hy sinh cho bọn thống trị. Cho nên các trò được ngồi học là phải tự hỏi mình, học chữ để nên người, giúp dân cứu nước, hay học để vinh thân phì gia. 2. Chu Văn An sinh năm 1292, mất năm 1370. Chu Văn An không chỉ là một người thầy đáng kính mà còn được coi là người đầu tiên có công lớn trong việc truyền bá nho học vào nước ta. Đỗ tiến sĩ đời Trần, nhưng ông không ra làm quan mà ở lại quê nhà tại huyện Thanh Đàm, tỉnh Hà Đông, nay là huyện Thanh Trì, Hà Nội, mở trường dạy dân. Là người có học vấn uyên thâm, nhân cách cao thượng và đặc biệt tâm huyết nên học trò theo Chu Văn An học lên đến hàng nghìn người. Ông cũng đã đào tạo ra nhiều học trò giỏi, nhân cách tốt như Phạm Sư Mạnh, Lê Quát, vân vân. Tiếng lành đồn xa, biết ông là người tài cao đức độ, vua Trần Minh Tông đã mời ông ra làm tư nghiệp quốc tử giám, tức phó hiệu trưởng. Tại đây, thầy cũng đã đào tạo và phò trợ vua mới Trần Hiến Tông lên ngôi, hết lòng mở mang quốc tử giám, trường đại học đầu tiên của nước ta. Ông đã biên soạn ra giáo trình giảng dạy đầu tiên, chính là Tứ Thư Thuyết Ước. Năm 1357, vua Minh Tông mất, gian thần kéo bè kéo đảng, vua Dụ Tông ăn chơi vô độ, nghe lời nịnh thần. Nhân dân đói khổ lầm than, Chu Văn An đã dâng sớ thất trảm đòi chém đầu 7 tên tham quan, nịnh thần nhưng không được chấp thuận. Chán nản trước thời cuộc, ông cáo quan về núi Phượng Hoàng. Chí Linh tỉnh Hải Dương sống ẩn dật, lấy dạy học, làm thơ và nghiên cứu thuốc giúp dân làm thú vui đến khi mất. Ông được coi là người thầy của mọi thời đại, nhà giáo lỗi lạc của Việt Nam. Đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp dạy học với triết lý giáo dục nhân văn, không phân biệt giàu nghèo, học đi đôi với thực hành, học suốt đời để biết, để làm việc và cống hiến cho xã hội. Tư tưởng đó của ông không những có ảnh hưởng tới nhiều thế hệ người Việt Nam mà còn góp phần phát triển các giá trị nhân văn trong khu vực. Quan điểm giáo dục của ông có những giá trị tiến bộ vượt thời đại, gần gũi với mục đích giáo dục của thế giới hiện nay. 3. Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh năm 1911, mất năm 2013. Mặc dù Đại tướng Võ Nguyên Giáp được thế giới biết đến bởi thiên tài quân sự, nhưng hình ảnh của vị tướng võ văn song toàn còn ghi dấu ấn rõ nét trong ký ức người dân Việt Nam với tư cách là nhà giáo dục, thầy giáo dạy lịch sử nổi tiếng. Từng là thầy giáo lịch sử, do vậy, đại tướng luôn có sự quan tâm sâu sắc tới sự nghiệp giáo dục. Theo người, giáo dục không chỉ có sứ mệnh nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực mà còn có sức mạnh nâng cao giá trị văn hóa, nâng cao phẩm chất đạo đức và thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội.
với vai trò là nhà giáo. Ông đã có những đóng góp to lớn cho ngành giáo dục Việt Nam nói chung và bộ môn lịch sử nói riêng với những kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy có giá trị. Sinh thời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết khá nhiều bài báo, cả hàng trăm bài, xuyên suốt. Nổi bật trong các bài viết như thế là tư tưởng chỉ đạo sát sao mang tầm chiến lược với mục tiêu xây dựng con người Việt Nam mới xã hội chủ nghĩa và chủ trương phát triển toàn diện con người. Là tư tưởng chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ, cải cách triệt để nội dung và phương pháp giáo dục. Đại tướng thường tâm sự với các vị lãnh đạo ngành, các thầy cô giáo và học sinh, sinh viên rằng giáo dục và đào tạo không chỉ có sứ mệnh nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài mà còn có sứ mệnh tạo ra những định hướng giá trị về văn hóa, đạo đức, thẩm mỹ và tinh thần có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển tiến bộ của xã hội. Bởi vì giáo dục và đào tạo là mục đích của cuộc sống, vì con người và vì cuộc sống. 4. Nguyễn Bỉnh Khiêm sinh năm 1491, mất năm 1585. Nhà giáo Nguyễn Bỉnh Khiêm được biết đến với tên quen thuộc là Trạng Trình, ngoài ra ông còn được coi là nhà tiên tri kỳ tài của nước ta. Xuất thân trong một gia đình nội ngoại đều có học vấn uyên thâm, do vậy ngay từ bé cụ đã bộc lộ là người thông minh xuất chúng. Tuy nhiên, như các vị hiền nhân khác, Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng không hứng thú trốn quan trường. Mãi tới thời Mạc Đăng Doanh ông mới ứng thi và đỗ trạng nguyên, hết lòng phò vua, giúp nước. Sau khi Mạc Thái Tông mất, triều chính nhiễu nhương, gian thần lộng hành, cụ đã dâng sớ trị tội 18 lộng thần nhưng không được vua chấp thuận. Bởi vậy, năm 1542 Nguyễn Bỉnh Khiêm đã xin về quê làm trí sĩ. Mở trường dạy học tại quê nhà ở xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Cụ đã đào tạo ra nhiều học trò nổi tiếng như Nguyễn Dữ, Phùng Khắc Khoan. Nhà giáo Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng được sử sách và người đời thừa nhận rộng rãi với tư cách là một nhà dự báo, hoạch định chiến lược kỳ tài, với tầm nhìn địa chính trị đi trước thời đại nhiều thế kỷ. Những lời cố vấn nổi tiếng của ông dành cho các tập đoàn quyền lực phong kiến Mạc, Lê, Trịnh, Nguyễn đã có ảnh hưởng to lớn, mang tính bước ngoặt đối với tiến trình của lịch sử dân tộc và từ đó tác động lớn tới quan hệ địa chính trị của cả khu vực Đông Nam Á trở về sau. Theo nhận định của nhiều nhà nghiên cứu, Nguyễn Bỉnh Khiêm có khả năng là người đầu tiên trong lịch sử Việt Nam có một tầm nhìn chiến lược thấu suốt về chủ quyền của đất nước trên Biển Đông ngay từ thế kỷ 16. Ông cũng có thể là người đầu tiên trong lịch sử nhắc đến hai chữ Việt Nam với tư cách là quốc hiệu của dân tộc một cách có ý thức nhất thông qua di sản thơ văn của ông còn lưu lại đến ngày nay. Do đó, người đời sau coi ông là nhà tiên tri số 1 trong lịch sử Việt Nam, đồng thời lưu truyền nhiều câu sấm ký được cho là bắt nguồn từ ông và gọi chung là sấm Trạng Trình. Không chỉ dân gian mà hai bộ chính sử của nhà Nguyễn là Đại Nam Nhất Thống Chí và Đại Nam Thực Lục Tiền Biên cũng xác nhận năng lực dự đoán tiên tri của Nguyễn Bỉnh Khiêm và tác động của ông đến quyết định Nam Tiến của Nguyễn Hoàng. Nam, Lê Quý Đôn sinh năm 1726, mất năm 1784. Lê Quý Đôn là một vị quan, một nhà giáo và một nhà khoa học lỗi lạc thời hậu Lê. Từ bé ông đã nổi tiếng là người thông tuệ, ham học hỏi, có trí nhớ vô cùng tốt và được ca tụng là thần đồng. Với sự hiểu biết rộng rãi ở nhiều lĩnh vực khác nhau, Lê Quý Đôn đã làm cho các sứ thần Triều Tiên vô cùng nể phục và khen ngợi. Bên cạnh đó, ông còn là một người thầy vô cùng tài năng, đức độ. Dưới sự chỉ dạy của ông, nhiều học trò đã thành công và giữ các cương vị quan trọng trong triều đình Bùi Huy Bích, Bùi Bích Tựu. Năm 1784, thầy lâm bệnh qua đời và để lại cho hậu thế một kho tàng sách vô cùng giá trị ở nhiều lĩnh vực khác nhau: địa lý, văn thơ, lịch sử. Lê Quý Đôn nổi tiếng là tác giả của nhiều tác phẩm khảo cứu về lịch sử, địa chí, văn hóa Việt Nam. Về lịch sử địa lý, ông có tác phẩm Đại Việt Thông Sử, tên gọi khác là Lê Triều Thông Sử, với 30 quyển ghi chép về hơn 100 năm của triều nhà Lê, bắt đầu từ Lê Thái Tổ đến Lê Cung Hoàng. Một số tập sách nổi tiếng khác của Lê Quý Đôn có thể kể đến như Phủ Biên Tạp Lục, 6 quyển ghi chép về tình hình xã hội Đàng trong từ thế kỷ 18 trở về trước.
Vân Đài Loại Ngữ, 9 quyển, bách khoa thư đồ sộ nhất thời phong kiến với nhiều tri thức về triết học, khoa học, văn học sắp xếp theo thứ tự, vũ trụ luận, địa lý, điển lệ, chế độ, văn nghệ, ngôn ngữ, văn tự, sản vật tự nhiên, xã hội. Ngoài ra, ông còn nhiều sách bàn giảng về kinh, truyện, sách khảo cứu về cổ thư, sách thơ văn. Trong lời tựa sách Kiến Văn Tiểu Lục, Lê Quý Đôn tự nhận trong thời gian phụng mệnh làm việc công bốn phương rong ruổi, ông đi tới đâu cũng để ý tìm tòi, làm việc gì mắt thấy tai nghe đều dùng bút ghi chép. Lại phụ thêm lời bình luận sơ qua, giao cho tiểu đồng đựng vào túi sách.